Chương 5. Điện xuống xích lô trước cửa tiểu đoàn. Tờ giấy 10 đồng, vốn liếng cuối cùng của gã sau chuyến nghỉ phép. Cầm sẵn trong tay, trao cho người phu xe. Rồi Điện đeo ba lô, lầm lũi quay vào doanh trại. Gã vệ binh gác cổng đang ngồi vắt vẻo trên bức tường thấp dựng bằng bao cát, vội tụt xuống nghiêm chỉnh đến chào Điện rồi thân mật hỏi: Thủ trưởng nghỉ phép về, Hà Nội có gì lạ không thủ trưởng? Điện đang bận tâm về trăm mối lo trong đầu, chỉ khẽ cười nhếch mép rồi lạnh nhạt: Hà Nội thì có gì lạ. Rồi gã đi thẳng vào phòng bộ chỉ huy tiểu đoàn. Ngang qua khu sân cát, lũ bộ đội đánh bóng chuyền dừng tay ới ới gọi nhau nhao nhao đến thăm hỏi Điện. Thế nhưng Điện lờ đi, rẽ lên hành lang và cắm cúi bước. Trước cửa văn phòng, Điện thấy Trung úy Chi, trợ lý hậu cần, đang ngồi xổm bên chiếc điếu cày, ngước mắt nhìn Điện hậm hực. Điện lại gần, buông ba lô, ngồi bệt xuống bên cạnh. Chưa kịp lên tiếng thì Chi đã vội chắc: Ông trả ngoài thêm dăm tháng nữa. Điện cầm lấy cái điếu cày, moi túi lấy thuốc tra vào nõ và dè dặt hỏi: Ở nhà có gì lạ không? Trợ lý hậu cần im lặng một lúc rồi cất giọng khinh bạc: Lão Bạt sắp đổi đi, có lệnh rồi. Thế nhưng mà lão ta nán lại chờ ông về. Điện giật mình: Lão đi đâu? Thì nào tôi có biết. Nghe lão bảo lên bộ tư lệnh quân khu. Điện châm lửa, rít một hơi thuốc thật dài, khói thở phì phò ra hai lỗ mũi. Chi gay gắt hơn: Tôi đã cản ông mà ông chả có nghe tôi. Lúc này là cái lúc nhá nhem, chăn tối chăn sáng, cua tay được tí gì thì hay tí nấy. Tôi nói có sai đâu. Hội nghị hiệp thương, tức là sắp hết công tác quân quản, giao lại cho các ủy ban nhân dân. Thế mà ông cứ nằng nặc đòi đi phép. Cái hôm bàn giao, lão Bạt khuân sạch mọi thứ về trụ sở ủy ban cách mạng khu phố, đem về đây. Máy đánh chữ, giấy bút, đồng hồ treo tường, hai cái quạt máy, không sót một thứ gì. Điển ngắt lời: Thì lão lấy về cho mình, chả hơn là bỏ đấy cho cán công an nó dùng à? Tội gì dọn cỗ sẵn cho chúng nó sơi. Chị tặc lưỡi nhấn mặt: Lấy cho tiểu đoàn thì tôi nói làm gì. Lão gửi đây có một buổi tối thôi, hôm sau quần hết ra chợ trời bán sạch. Bí thư phường tức quá vào tận đi đòi. Lão mắng cho một trận, bảo là ủy ban cách mạng khu phố lúc mới thành lập cũng có cái cốc gì đâu, phải tự mà phát huy sáng kiến chứ. Bí thư phường ức ọc máu nhưng cũng chả làm gì được lão. Câu chuyện của Chi làm cho Điển hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chính trị viên Trần Đề Bạt vốn là người mà Điển đánh giá rất cao, vì Bạt là đảng viên có phẩm chất tốt. Những bòn rút vặt vãn mà Điển thông đồng với trợ lý hậu cần xưa nay, đặc biệt là từ ngày về thành, không hiểu Bạt có biết hay không, nhưng chưa bao giờ thấy Bạt nhắc đến, cũng chả bao giờ Bạt lợi dụng chức vụ để kỳ kèo ăn nuôi thêm một cân đường lạng bột ngọt ngoài tiêu chuẩn giống như Điển vẫn thường làm. Không lẽ quá trình phấn đấu ấy ngày nay lại tuột dốc? Điển quay đầu nhìn vào văn phòng rồi lại ngó xuống dãy nhà dành cho cán bộ và hỏi Chi: Lão đâu rồi? Chi buồn rầu đáp: Dạo này chả mấy khi thấy lão ở nhà, nhất là buổi chiều. Đi đâu? Thì cứ ra hiệu thịt chó ở Lăng Cha Cả, thế nào cũng gặp, đánh chén tợn, chả còn kiêng nể gì nữa. Điển gật gù: Trò đời vẫn thế, sắp điều đi chỗ khác rồi thì còn cần gì nữa. Nhân tiện Điển hỏi:
Có nghe nói ai sẽ về đây thay lão Bạt không? Chưa biết. Thì cứ chờ lão đi cũng hay. Yên lặng một lúc, Chi đề nghị. Cơm nước gì chưa? Cất ba lô đi. Có cái hiệu mới mở ngã tư Bảy Hiền, tiết canh vịt hãm khéo lắm. Đi làm một chầu rồi mình nói chuyện luôn thể. Điển cười gượng. Tớ chả còn đồng bạc nào dính túi. Chi tặc lưỡi tỏ vẻ hiểu đời. Chả phải đợi ông nói, có ai nghỉ phép mà còn mang tiền về. Có đồng nào thì giấm rúi ngoài đấy cả rồi chứ gì. Cất ba lô đi, tôi khao. Điển đứng dậy, xắt đồ đạc về phòng. Chi lớn tiếng gọi một thằng đang đánh bóng chuyền và bảo nó đi tìm gã bộ đội lái xe. Chiếc Jeep duy nhất của tiểu đoàn vốn là loại Jeep lùn. Điển tiếp thu. Ngay từ ngày mới giải phóng, Điển đánh lá giữ lại, chưa chịu đăng ký nộp trung đoàn. Điển thay quần áo xong và trở lại bên cạnh Chi thì một chiếc cũng vừa chở tới, mang theo hai vệt bụi dài phía sau. Chi leo lên xe và bảo tài xế đánh xe đưa thủ trưởng và tao xuống ngã tư Bảy Hiền rồi về. Chốc nữa chúng tao đi bộ về khỏi mất công đón. Chiếc Jeep lao vút đi, bắn tung đất cát phía sau. Lũ bộ đội chơi bóng chuyền lầu bầu chửi rủa. Còn cách tiệm ăn độ 100 mét, Điện bảo tài xế dừng lại đuổi hắn về rồi thả bộ đến quán. Gã không muốn đàn em biết mình chè chén công khai, cho nên gã thường đớp hít ở những chỗ vắng vẻ xa hẳn đơn vị. Bước vào quán, Điện nói: hôm nọ tớ nhớ là mình có ăn tiệm này rồi mà, sao cậu bảo lại là mới mở? Chi cười khẩy: chưa già mà đã lẫn, ông về Bắc nó mới mở. Ông ăn vào lúc nào? Cái hiệu mình ăn nằm ngay bên kia đường này bố ạ. Điển nhìn quán quẩn rồi chợt nhận ra ngớ ngẩn nói: ừ nhỉ. Chi gọi một đĩa tiết canh, một đĩa nộm bắc cải, cái đùi vịt và bộ lòng nhâm nhi với bia quốc doanh. Nhà hàng bưng ra, Chi níu tay xin thêm đĩa húng quế và dăm nhát rừng thái mỏng, rồi cầm đũa mời Điển: ăn đi. Điển gắp miếng thịt đùi dìm vào chén nước mắm gừng và đưa lên mồm. Gã ngậm lại trong miệng, nâng ly bia làm một hớp rồi mới thong thả vừa nhai vừa thưởng thức. Gã gật gù: ngon, ngon thật, đáng đồng tiền bát gạo. Chi không nói gì, mặt khinh bạc cầm quả ớt cắn từng miếng thật lớn. Dĩ nhiên là dù thịt vịt có dở đến đâu thì Điển cũng phải khen, vì hôm nay Chi trả tiền. Nghĩ thế, Chi lại quay về đề tài cũ. Vợ lão Bạt mới vào, chắc cũng ôm được một món nhớn về Bắc. Điển đang đói bụng nên chỉ ậm ừ cho qua, để còn chăm chú đớp hít. Gã và một mảng tiết canh, hai bên mép loang lổ vết máu đỏ tươi. Rồi chưa nuốt trôi, gã lại gắp thêm một miếng mè và cắn bánh đa nướng sồn sột. Chi cười Điển ngứa mắt lắm, nhưng nể quá không dám lên tiếng. Y như thằng chết đói, Chi nghĩ thầm, rồi cầm chai bia rót thêm vào ly của Điển. Gã nhắc: uống đi, gọi thêm hai chai nữa nhé. Điển ngồm ngoàm đáp: cậu uống nữa thì cứ gọi, tớ thì đủ rồi. Lần nào đi ăn nhậu với Điển, Chi cũng bực mình vì Điển quá nặng về phần ăn, nhẹ về phần rượu. Cái tật ấy hình như cả tiểu đoàn đều biết. Còn nhớ cách đây mấy tháng, ban chỉ huy tiểu đoàn mở tiệc ngay tại văn phòng, có cả chính trị viên, trợ lý kỹ thuật, trợ lý tác chiến và trợ lý tham mưu. Chi xoay được chai mặc ten và hai két bia. Nhưng thức ăn thì chỉ có mỗi hai đĩa lòng luộc. Điển đớp thản nhiên đến độ
trợ lý tác chiến, phải kể một câu chuyện để nhạo gã. Hôm nọ thằng Mặn mời tớ lại nhà ăn cơm. Nó bảo tớ là ở miền Nam á, đi ăn tiệc người ta hay ra câu đối như thế này này: thương người uống rượu, rồi nó đố tớ đối lại được. Tớ thì chữ nghĩa của quảng, làm gì mà biết đối với đáp. Tớ đành chịu. Cậu nào nghĩ thử xem nó đối thế nào. Nó đối là hận kẻ phá mồi. Hay. Phải chịu là hay. Rồi gã nhìn chòng chọc vào mặt Điển và nhắc lại: thương người uống rượu mà cái vế đối lại là hận kẻ phá mồi thì thật là quá chỉnh. Cả bàn tiệc cười khoái trá. Chi là thằng hả hê nhất vì cả tiểu đoàn chỉ có một mình Chi thường đi ăn với Điển. Chính chính trị viên Nguyễn Trần Đề Bạt không bao giờ la cà ra tiệm với đàn em. Còn đám cán bộ trợ lý thì chẳng có quan hệ tiền bạc gì với Điển. Nên ngoài phần hàn chắn chuyên môn, họ ít giao du với nhau. Điển cũng biết người ta nói xỏ mình, thế nhưng gã bất cần, gã tự an ủi. Tiền của Chi đãi đằng gã thì chẳng qua cũng vẫn là tiền bòn rút của hậu cần. Không ăn thì cũng dại. Đĩa tiết canh đã cạn. Chi đẩy sang một bên cho ruồi đậu. Đĩa thịt biển thì cũng đã gần hết. Mớ xương nhằn thật kỹ. Quăng xuống gầm cho hai con chó. Gầm gừ sâu xé nhau. Điển đã no đủ. Quay lại gọi chủ quán: có nước chè nóng không? Cho một cốc nhé. Gã rút thuốc ra hút và quay trở lại với mỗi bận tâm cố hữu của gã. Suốt quãng đường từ Sơn Tây vào thành phố Hồ Chí Minh, đầu óc Điển chỉ quay cuồng nghĩ đến việc kiếm tiền. Đời sống nghèo nàn trên đất Bắc, cái chết sơ xác vì tán gia bại sản của bố Điển, những lời khuyên bảo chỉ vẽ của Đắc, tất cả đều thôi thúc Điển gấp rút phải kiếm ra tiền. Gã nhớ mãi cái lời của Đắc ở bến xe lúc chia tay. Ngoài này thì kể như bó tay rồi, chỉ còn trong đấy thôi. Tiền rực bạc bể đều nằm ở trong đấy cả. Ăn cố mà vận dụng nhé. Ngộ nhỡ có phải phục viên thì cũng phải có tí vốn mà dưỡng già. Giá mà em lằn lặn như ăn hay như người ta thì em có thua đứa nào. Đi buôn một vốn bốn lời chỉ vài chuyến mà thông thì ngồi mát ăn bát vàng cả đời. Thì Điển có lúc nào mà không nghĩ đến điều đấy. Nhưng vô kế khả thi, quan quẩn thì vẫn mấy cái trò vặt vãn bòn xén ở hậu cần mà thôi. Gã nhớ lại cái thời mới tiếp thu, đích thân đứng ra thành lập ủy ban cách mạng khu phố, thông đồng với Kỷ tẩu tán tài sản lấy ở những gia đình trốn ra nước ngoài. Một thời vàng son trôi qua quá mau. Tiếc thay, Điển lại thiếu kinh nghiệm làm ăn lâu dài, lại thêm đồng tiền dễ kiếm khiến Điển vung tay bừa bãi. Chỉ vài tháng đã cạn nhẵn. Trở về khẩu phần thường lệ của tập thể, giờ này nghĩ lại, gã bùi ngùi bảo Chi: cái dạo mà mới giải phóng, đụng đâu cũng thấy nảy ra tiền, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc. Chi đang nhai miếng thịt bịt cuối cùng, vẹo mồm nhằn xương, rồi nhổ bẹt xuống cạnh bàn. Gã uống cạn ly bia, rồi lên giọng: thì tôi cũng đã bảo ông mà ông có nghe tôi đâu. Năm 54, ông ở dưới huyện, ông không biết. Tôi ở Hải Phòng, thành phố nó khác lắm. Ngày mới tiếp quản, tôi đã nói với ông là ông cứ xem, mai kia người ta sẽ phải bán từng cái vung, cái chiếu, từng đôi guốc mà ăn. Đừng có thấy miền Nam hàng tiêu dùng thừa mứa mà cứ tưởng là giàu. Giỏi lắm là 1-2 năm rồi cũng sẽ phải có nhà mà đi ăn cám. Ông đã thấy chưa?
Làm gì đến một năm? Mới mấy tháng mình đã khóa mõm. Điển yếu ớt ngắt lời. Thì lúc ấy tớ cũng vận dụng lắm đấy chứ. Nhưng mà chẳng may lại gặp cái thằng Kỳ. Nó lộ liễu quá làm cho mình phải giết nó. Mà giết nó rồi thì mình cũng hết ăn. Thằng Mặn lên thay, nó nhát như thỏ, cứ hở một chút là sợ. Chi lại càng lớn tiếng. Tôi đã bảo là ông phải trực tiếp. Như thằng Kỳ làm gì? Có thừa mới đến người ngoài. Cả một cái kho hậu cần tôi đã dọn sẵn để ông khuân về các thứ. Mà ông không nghe tôi, cứ để lù lù ở ngoài ủy ban. Điển liếc nhìn đám thực khách ngồi chung quanh, rồi làm hiệu bảo Chi hạ giọng nói nhỏ. Gã phân trần. Ừ thì cũng sợ chứ. Lão Bạt cáo già lắm, dễ gì mà qua mặt được lão. Lại còn đám trợ lý nữa, ấy là chưa kể cán bộ đội. Thì tôi đã dọn sẵn cái lối đi ở đằng sau dãy bếp ấy mà. Ô tô lúc ấy còn nhiều nhé. Cứ mỗi một chuyến đi mua rau, tôi cứ quăng lên vài món. Có gì mà không lọt. Rồi mình bán, mình tiêu dần. Chả sướng à. Điển thì hối tiếc lắm. Càng nghe Chi nói lại càng khổ sở. Những ngày nằm chờ xe ở trạm, Điển cũng đã day dứt. Tiếc cái thời vàng son không biết phất cờ. Để đến nỗi phải ăn cắp cái đài và bị thằng chất mặt rỗ bắt gặp, khiến cho Điển muốn độn thổ. Bây giờ nghe Chi nhắc lại, Điển cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi. Vì chẳng còn biết cãi thế nào cho hợp lý. Ở chung đơn vị đã lâu, thông đồng với nhau đã nhiều. Mà càng ngày, Điển càng nhận ra Chi cực kỳ khôn ngoan. Gã nhớ lại lời của chính ủy trung đoàn có lần nửa đùa nửa thật giảng trong khóa bồi dưỡng lý luận. Mao chủ tịch đã khẳng định rằng cứ ăn nào làm thủ kho một năm thì đem bắn bỏ cũng đáng, nhất định là không oan. Thằng Chi này đã phụ trách hậu cần đến mấy năm thì phải giết cả nhà. Tuy vậy, Chi đối với Điển rất tròn trịnh, cho nên Điển không hề mảy may thấy Chi đáng bị xử bắn. Điển uống một hớp trà, rồi cầm cái tăm quẹt ngang hàm răng kêu tách tách. Gã hỏi Chi: cậu bảo tớ là hôm bàn giao cho ủy ban nhân dân, lão Bạt cái đáng nhiên khuân hết đồ đạc ra chợ bán. Kể cũng lạ nhỉ, xưa nay có bao giờ lão thoái hóa như anh em mình đâu. Chi cười nhạt: chỉ có ông là không biết lão thoái hóa thôi. Chứ tôi thì tôi biết lão từ lâu rồi. Hỏi ông nhé, cái ngày ông và thằng Kỷ làm ăn chung với nhau, dễ lão Bạt mù hay sao mà không biết. Thế nhưng mà lão làm ngơ. Mà tại sao gã lại ngơ cho ông mới được chứ? Là bởi vì lão á, nắm nguyên cái kho gạo Mỹ bỏ lại gã Tư Bảy Hiền. Ông còn nhớ cái dạo mà ngày đó không? Ông còn nhớ không? Bao nhiêu người ở miền Trung, ở nông thôn chạy lên đây vì chiến tranh, chả có nghề ngỗng, chả có công ăn việc làm gì cả. Ủy ban quân quản mới chỉ thị cho mình lấy gạo ở trong kho phát cho người ta. Lão Bạt vớ bở nhé. Lão niêm phong cái kho gạo, nhưng có phát cho đứa nào hột gạo nào đâu. Lão bán sạch. Mà bán chợ đen nhé. Có thế lão mới ngoảnh mặt cho ông với thằng Kỳ, muốn làm gì thì làm. Điển giật mình sửng sốt, há hốc mồm ra nhìn Chi rồi trách: Thế mà cậu chả báo cho tôi một tiếng. Ai có phần người nấy, việc gì mà tôi phải nói. Thế lão có quăng cho cậu đồng nào không? Chi nhìn Điển thương hại: Quăng thế nào được? Đã bảo là lão cứ tưởng rằng tôi không biết. Mà tôi thì cũng giả vờ như là tôi không biết ất giáp gì cả. Thì thói đời vẫn thế.
mình biết. Có khi chả nước mẹ gì mà lại mua thù chú quán. Lão đứng đầu đảng ủy, mà chú ruột của lão thì lại nằm chót vót ở trên quân khu. Dại gì mà để cho lão ghét mình. Ngưng một chút, chi tiếp. Thế nhưng mà cũng phải công nhận là lão kín như bưng. Cả một kho gạo như vậy, đố có ai mà biết. Điển nhìn chi ngờ vực. Đã không ai biết như vậy, thế làm sao mà cậu biết? Chi cười tự mãn. Thì thế mới tài. Chuyện gì mà tôi không biết? Điển uống cạn ly nước rồi lơ đãng nhìn ra cửa. Gã thấy buồn cho cái thân phận khờ khạo của mình. Gã quay lại nhìn chi, cố đoán xem những lợi nhuận mà chính trị viên Trần Đề Bạt thu được từ kho gạo có san sẻ phần nào cho chi không. Xưa nay ít có chuyện gì khúc mắc chung mà chi giấu Điển. Chỉ riêng có chuyện làm ăn của lão Bạt xảy ra cả năm nay mà tuyệt nhiên chi không hở môi. Mãi đến bây giờ Bạt nhận lệnh thuyên chuyển đi đơn vị khác, chi mới tiết lộ bản chất con buôn của Bạt, để cho Điển vừa thấy giảm tình cảm với Bạt, vừa thoáng chút nghi ngờ đối với chi. Điển gật gù nói một mình. Thế mà bấy lâu nay mình cứ lệ nể lão như là thánh sống, bây giờ mới nom rõ cái con người của lão. Thật ra đó, thì cả Điển và chi chỉ mới biết một phần về Bạt. Chính trị viên tiểu đoàn không chỉ đơn thuần an thân thủ phận sau khi vớ được kho gạo, gã cũng biết nhìn trước trông sau và đánh hơi những chỗ có thể moi của được, bất luận là nhiều hay ít. Ngày mới tiếp thu, tiểu đoàn hai quyết thắng phụ trách cả một khu phố dài, chấp hành chỉ thị của ủy ban quân quản Trần Đề Bạt, cho đơn vị bung ra bố trí từng cụm ở các hộ dân cư, vừa để giữ an ninh, vừa để làm công tác quần chúng. Riêng ban chỉ huy tiểu đoàn thì kéo hết vào tiệm vàng Hoàng Kim, vì đó là căn nhà đúc khoảng khoát 3 tầng lầu, có sân thượng để ngồi hóng mát, có ban công để bộ đội phơi quần áo bên cạnh những khóm hoa tứ thời đua nở, và có lối hông rộng đậu được xe jeep.